hơn 6 giờ sáng nay, ô tô 16 chỗ chạy trên đường Trường Chinh hướng từ vòng xoay An Sương về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến gần mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh thì bất ngờ tông vào 3 xe máy. Tai nạn khiến cho 3 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường thì 2 xe máy hư hỏng nằm giữa lòng đường, xe còn lại biến dạng nằm trước đầu ô tô bị vỡ nát phần đầu và kính chắn gió. Sự cố xảy ra cùng lúc với giờ cao điểm, lưu lượng xe đông khiến cho tuyến đường Trường Chinh ùn tắc kéo dài 3 km. Liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán tại các cửa hàng xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ thu hồi giấy phép trong tháng 3. Hiện cả nước có 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 2, khoảng 6.144 cây xăng, chiếm 36% cây xăng trên cả nước, thực hiện việc này. Sau Tết là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Vì là cao điểm, đây là các xe khách muốn trả khách nhanh và nhận khách sớm, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm tốc độ tăng nhiều so với mọi năm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã cương quyết xử lý không có vùng cấm đối với hành vi vi phạm này. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Quốc hội trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Phú Yên. Dù đã qua Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 hơn nửa tháng, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn có mặt trên các tuyến đường, thực hiện tốt phương án tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ trọng điểm để kiểm soát tốt tình hình trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo thuận lợi nhất cho nhân dân đi lại sau Tết Nguyên đán. Chạy thì nói chung là mình giữ khoảng cách, giữ tốc độ này nào an toàn thôi. Ví dụ như thường thường là đi 17 tiếng thì bây giờ là có phần đôi khi là xe con nó về quê ăn Tết nó đông. Thì mình là cẩn thận hơn chút nữa là an toàn. Hơn 1.700 xe ô tô khách bị kiểm tra từ ngày 11 tháng 1 đến nay trên các tuyến quốc lộ qua Phú Yên. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện và xử lý hơn 440 trường hợp vi phạm. Trong đó khoảng 80% trường hợp vi phạm là chạy quá tốc độ. Số xe ô tô khách vi phạm tốc độ bị xử lý tăng đến gần 590% so với cùng kỳ. Đặc biệt điểm mới trong năm nay đó là kiểm tra xử lý là chúng tôi thực hiện theo cái phương án của cục là xử lý liên tuyến và xuyên Tết và xuyên ngày đêm, đảm bảo là bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát là 24/24 giờ. Thì qua cái thời gian gần 2 tháng triển khai cái cao điểm thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh là cơ bản ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong cái dịp Nguyên đán cũng như là trở lại nơi làm việc sau thời gian Tết. Hiện phương tiện lưu thông trên quốc lộ qua Phú Yên đã giảm hơn so với những ngày trước đây, nhưng lượng xe ô tô khách đưa người dân vào Nam làm việc, học tập vẫn còn đông. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông Phú Yên tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe khách nói riêng và các phương tiện khác nói chung nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, từ năm 2025, thí sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp theo chương trình đã học. Cụ thể là từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được theo học, tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nội dung này sẽ được đưa vào điều khoản chuyển tiếp của thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đây là năm đầu tiên các học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ tốt nghiệp. Thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai môn bắt buộc là toán, ngữ văn và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn được học ở lớp 12, bao gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học công nghệ. Trong đó thì môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Thưa quý vị, nhắc tới bản Trường Đi 1 Vân Hồ Mộc Châu là nhắc tới một loạt các hoạt động cộng đồng mà những người nghệ sĩ tên tuổi đã cùng nhau thực hiện để hỗ trợ dân bản làm du lịch, như dựng chợ phiên đêm, phục chế nhà sàn truyền thống, biểu diễn âm nhạc, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Và một lần nữa, nhóm nghệ sĩ tâm huyết dưới sự kêu gọi của nghệ sĩ piano Phó An Mi lại cùng nhau tạo dựng lên thính phòng Trường Đi như một đêm biểu diễn hoàn hảo cho sự kết hợp giữa âm nhạc thính phòng và nghệ thuật dân tộc thiểu số. Nằm giữa núi đồi chập trùng, thính phòng Trường Đi là một không gian nghệ thuật mang tính cộng đồng rõ nét,
có diện tích hơn 300 m², được chia làm 2 tầng với sân khấu biểu diễn trong và ngoài trời cùng 100 chỗ ngồi. Trong ngày khai mạc, các khán giả sẽ được thưởng thức từng lớp không gian văn hóa nghệ thuật. Mở đầu chương trình là buổi triển lãm tranh của họa sĩ Trần Nhật Thăng. Khán giả được thưởng thức những tác phẩm hội họa với lối vẽ trừu tượng độc đáo được trưng bày thành 3 gian khác nhau. Chương trình biểu diễn nghệ thuật thính phòng trường đi gồm 2 phần. Phần biểu diễn thực cảnh mở màn lấy chủ đề truyền thuyết dân tộc thiểu số với sự tham diễn của nhóm nghệ nhân người Mông, Dao, đem tới một góc nhìn mới lạ cho những điệu nhảy vốn mang đậm văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Đầu tiên là để giới thiệu bản sắc văn hóa của các anh em dân tộc ở đây, đó là người Mông, người Dao, người Thái, người Mường, cũng là một cái nơi để tất cả các anh em nghệ sĩ trong cả nước có thể là một cái nơi để mọi người có những cái hứng khởi để có thể cùng nhau để nghĩ ra được những thứ mới mẻ kết hợp cùng với những cái văn hóa tại nơi đây. Không chỉ tạo ra một không gian thưởng thức nghệ thuật khác biệt, thính phòng trường đi còn là cơ hội để chính người dân bản địa có cơ hội được giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Lần đầu tiên em được biểu diễn ở chỗ rất là đông người, em cảm thấy em rất là vui. Em cũng rất là mong muốn được biểu diễn được nhiều lần như này. Ở phần 2 của chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục âm nhạc cổ điển kết hợp với chất liệu âm nhạc dân tộc rất độc đáo của các nghệ sĩ được yêu mến trong dòng nhạc cổ điển như nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên. Có những người thì là nghĩ rằng chúng tôi đến đây chỉ enjoy music thôi, hoặc là muốn nghe những cái gì đó dễ nghe, hay là muốn nghe hát chẳng hạn, thì chúng tôi ở đây chúng tôi hoàn toàn là nói lên cái tiếng nói âm nhạc của mỗi cá nhân nghệ sĩ, và điều đấy thực sự là được nghệ sĩ Phó An My cực kỳ là đề cao. Như một nhà hát thu nhỏ nằm giữa mênh mông núi đồi, cùng với sự ủng hộ của các nghệ sĩ, những chương trình biểu diễn như Thính Phòng Trường Đi chắc chắn sẽ được nhân rộng hơn nữa trong tương lai, để âm nhạc truyền thống dân tộc được vang lên cùng với âm nhạc Hàn Lâm cổ điển. Bộ Xây dựng vừa đề xuất người có thu nhập dưới 15 triệu đồng một tháng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Đây là một trong số nội dung của dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, với việc nới lỏng một số điều kiện để người mua nhà dễ tiếp cận hơn với loại hình nhà ở này. Cụ thể là dự thảo quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, gồm trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1, điều 77 của luật nhà ở, và vợ hoặc chồng của người đó chưa có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi có dự án nhà ở xã hội đó. Đối với trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình, thì diện tích nhà ở bình quân của những người đăng ký thường trú tại căn nhà đó là dưới 15 m² sàn trên một người. Ngoài ra thì dự thảo cũng bỏ tiêu chí về điều kiện cư trú. Những ngày qua, hàng chục người dân bức xúc và có hành vi cản trở thi công tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nguyên nhân là do việc đơn vị thi công thầu có tên là Thanh Tâm không trả tiền nguyên vật liệu, xăng dầu và cả tiền công cho công nhân nơi đây. Vụ việc thì đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngành chức năng cần giải quyết kịp thời để không ảnh hưởng đến dự án. Vì cả tin với đơn vị thi công, ông Nguyễn Minh Sử, chủ doanh nghiệp xăng dầu, đã cho thiếu khoản tiền gần 300 triệu đồng. Sau nhiều lần khất từ, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thanh Tâm không thấy đâu. Khách hàng thường thường mua thanh toán rất là tốt, thành ra mình cũng tin tưởng. Mình mới đề nghị là thôi 2 ngày nữa gán cho anh, 2 ngày nữa anh thanh toán tôi. Còn nếu không là tôi không bán anh nữa. Thì ông cũng đồng ý. Cuối cùng 2 ngày sau thì coi cái số tiền tỷ lệ nó lên tới cỡ đó thì Thanh Tâm là không trả thì tôi cắt. Cắt thì từ tháng 4 tới bây giờ là coi như Thanh Tâm đòi hoài là không trả. Vì quá bức xúc, những ngày qua hàng chục người dân đã làm rào cản lối đi, ảnh hưởng đến thi công. Người dân cho rằng phía công ty Trung Nam phải có trách nhiệm với khoản nợ này của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thanh Tâm. Tại vì quá bức xúc, tại tiền dây bạc hỏi dân chúng tôi là nghèo, toàn là tiền dây bạc hỏi không, mà bây giờ thiếu một năm trời nay rồi là không trả đồng nào. Bây giờ tôi quá bức xúc, bây giờ tôi phải cản đường này để cho Trung Nam giải quyết tiền cho tôi. Thì làm một ngày có 250 ngàn thôi, mà giờ hiện giờ là luôn cả công láng nhựa và một chiếc xe máy của tôi là thiếu 70 triệu. Trao đổi về vấn đề này, đại diện công ty Trung Nam cho biết việc nợ giữa bà con và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thanh Tâm là khác nhau. Đến thời điểm này là Trung Nam không có trách nhiệm gì, không liên quan gì về nợ đối với Thanh Tâm cả. Là công nợ giữa Trung Nam và Thanh Tâm là
thậm chí là Trung Nam còn ứng tiền trước để Thanh Tâm hoàn thành cái công việc của mình. Dạ, chúng tôi cũng đề nghị công ty Trung Nam cũng như công ty Thanh Tâm là sớm rà soát lại các cái khoản nợ đối với doanh nghiệp cũng như đối với người dân để làm sao mà trả những cái khoản này để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các bên. Hiện tại thống kê chưa đầy đủ, khoản nợ công ty Thanh Tâm nợ bà con gần 2 tỷ đồng. Địa phương cho biết cũng đã ghi nhận, hứa sẽ có biện pháp giải quyết, do đây là dự án trọng điểm quốc gia, vì vậy không nên cản trở gây ảnh hưởng tiến độ dự án.